mọi người cho dù là mình có đang sống vì con cái đi, mình nghĩ là mình cố gắng và nỗ lực vì con cái, vì gia đình, vì những người xung quanh, thì hãy đừng quên trân trọng và yêu thương bản thân mình. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sa, rất vui gặp mọi người ở trên YouTube. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, một ngày dành riêng cho các chị em phụ nữ, ngày 20 tháng 10. Và Sa muốn dùng video này để nói lời cảm ơn này, lời chúc chân thành nhất đến với tất cả mọi người. Vì mình biết là ở trên YouTube của mình hay là ở trên fanpage của mình á, thì các chị em phụ nữ rất là nhiều đúng không? Vậy nên là video lần này mình dành riêng cho mọi người. Nhưng mà nếu như mà các bạn nam có xem thì cũng không sao hết ha. Đó, thì chủ đề ngày hôm nay ấy, thì mọi người cũng đã đọc ở tiêu đề rồi. Thì mình muốn nói về sự độc lập nhưng mà không một mình. Cái chủ đề này là mình vừa mới nghĩ ra, nên là mình cũng không chắc lắm về việc là cái từ ngữ mình dùng á, nó có thuận tai không. Nhưng mà ý của mình nó chỉ có như vậy thôi. Tại sao mình lại nói về việc độc lập nhưng mà không một mình? Thì không biết là mọi người định nghĩa cái sự độc lập của một người phụ nữ nó như thế nào. Nhưng mà đối với mình ha, thì cái sự độc lập của phụ nữ ấy, nó thể hiện được cái là mình tự chủ về cái cuộc sống của mình. Mình sẵn sàng làm những cái điều mà mình muốn làm. Và mình yêu bản thân mình thể hiện tình yêu với những người xung quanh. Và mình chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của mình. Và tự chủ tài chính cũng là một cái vấn đề ở trong đó. Thì đó là cái sự độc lập mà mình định nghĩa cho một người phụ nữ. Còn không biết mọi người như nào thì mọi người có thể kiểu đóng góp ý kiến hoặc là comment cho mình biết ha. Thì tại sao mình nói về việc độc lập nhưng không một mình? Tại vì trước đây á, mình là một người cũng có những cái suy nghĩ như vậy nhá, là một người độc lập như vậy, nhưng mà mình lại hay cô lập bản thân mình ở trong một cái vùng mà mình cho rằng nó an toàn. Nghĩa là mình luôn cố gắng nỗ lực bằng tất cả những cái gì mà mình có, cố gắng về công việc của mình, nỗ lực trong tình yêu của mình, hay là nỗ lực cả trong những cái mối quan hệ của mình. Nhưng mà cái điều đấy nó lại hơi đi sai hướng một chút. Một người khi mà sinh ra ấy, kể cả là bạn là nam hay là nữ hay là bất cứ một giới tính nào đấy, thì chúng mình đều có một tính nam và tính nữ ở bên trong con người mình. Nó gọi là yin và yang đúng không? Thì trước đây á, mình là một người có nhiều tính nam hơn. Nghĩa là khi mà mình ở bên cạnh bất cứ ai thì mình luôn có cái cảm giác là mình sẽ cần che chở cho họ. Và kể cả là nam hay là nữ nhá. Và mình kiểu luôn cố gắng để làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn hảo nhất bằng chính bản thân mình. Và mình nghĩ rằng là mình không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai hết. Mình ví dụ với mọi người nhá, ngày xưa khi mà mình ở trong một quan hệ tình cảm chẳng hạn, thì mình luôn cố gắng gồng gánh ấy. Mình cho rằng là mình muốn làm tất cả mọi thứ, mình không cần bạn ấy để giúp đỡ mình. Mặc dù là mình vẫn rất là yêu bạn ấy nhá, nhưng mà mình luôn cố gắng làm mọi thứ, mình không đồng ý với sự giúp đỡ của bạn ý. Nếu như mà có ai đó mà kiểu muốn ngỏ lời giúp đỡ mình ấy, thì mình luôn kiểu gạt nó đi ấy. Mình cho rằng là mình sẽ có thể tự làm được và mình không cần ai giúp đỡ hết. Nó có thể xuất phát từ những cái sự tổn thương trước đó, nhưng mà đó là cái tính cách của mình ở thời điểm đấy. Mình cho rằng là mình chỉ cần một mình thôi. Nhưng mà về sau ấy, khi mà mình xong hình quả dứa này, thì cũng có một vài bạn hỏi mình là tại sao lại xong hình quả dứa ở đây. Thì lúc đấy mình chợt nhận ra là chúng mình hoàn toàn có thể độc lập, có thể tự chủ, có thể yêu thương bản thân mình, nhưng mà chúng mình vẫn có thể có được cái sự nữ tính, có được cái sự quyến rũ riêng và có được cái sự yếu đuối của riêng mình. Và mình chấp nhận cái sự yếu đuối đó ở bên trong con người mình, giống như là quả dứa. Nghe thì nó sẽ hơi xế một tí, tại vì là trong quả dứa thì nó sẽ gai góc đúng không? Nhưng mà ở bên trong thì vẫn có sự ngọt ngào riêng của nó. Và từ cái thời điểm đấy thì mình bắt đầu học cách cởi mở hơn với những người xung quanh, đón nhận cái sự giúp đỡ của mọi người nhiều hơn. Và ở trong những mối quan hệ tình cảm thì mình cũng dễ dàng thể hiện ra cái sự yếu đuối của mình hơn, là mình không có gạt đi sự giúp đỡ của bất cứ ai hết. Thì đấy là cái điều mà mình nhận ra. Thì đối với cả các bạn trẻ, cho dù là các bạn nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là các bạn đang bằng tuổi mình, hoặc là có thể là các chị mà lớn hơn xa một chút, thì Sa muốn đưa đến cái thông điệp với mọi người rằng là chúng mình hãy cùng nhau trở thành những cô gái độc lập. Hãy nỗ lực hết mình với đam mê, với những cái sở thích mà mọi người muốn. Hãy cố gắng để chúng mình có một cái cuộc sống riêng thật là hạnh phúc.
hãy yêu thương bản thân mình, an ủi bản thân mình, biết ơn bản thân mình mỗi ngày vì sự cố gắng và nỗ lực đó của mình mỗi ngày. Nhưng cũng đừng quên rằng là chúng ta là phụ nữ, chúng ta là con gái và chúng ta hoàn toàn có quyền được yếu đuối, chúng ta hoàn toàn có quyền được che chở, được bảo vệ. Và cho dù là bạn mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì đôi lúc cũng sẽ có những lúc mà bạn yếu lòng, đúng không? Đừng lo lắng thể hiện ra sự yếu đuối của mình và cũng đừng gạt đi những cái sự giúp đỡ của người khác. Bạn hoàn toàn có thể độc lập, bạn hoàn toàn có thể làm điều mà bạn muốn, nhưng mà hãy giữ lại cái sự nữ tính, giữ lại cái sự yếu đuối ở bên trong bạn vì đó là một điều hết sức tự nhiên và đáng được tôn trọng. Còn đối với các chị, các cô hay có cả các bác nữa và với cả các mẹ, kể cả mẹ Sarah, không biết là mẹ có đang xem video này không, thì Sarah biết khi mà mọi người ở độ tuổi ví dụ như mẹ mình chẳng hạn, thì mẹ đã sống ở trong một cái giai đoạn mà phải hy sinh rất là nhiều. Người ta hay nói là kiểu phụ nữ phải hy sinh rất là nhiều, nhưng mà thực ra nếu khi mà mọi người tìm hiểu sâu hơn thì cái sự hy sinh ấy, nó thể hiện ở cái tính nam. Và nếu như mà phụ nữ mình mà cứ luôn hy sinh vì người khác, có thể là vì con cái, vì gia đình, thì nó giống như là một cái điều đi ngược lại tự nhiên và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là áp lực. Mình cảm thấy rất là thương mẹ tại vì mình biết là với một người như mình thì không có quá nhiều trải nghiệm và mình không sống ở cái thời điểm như mà mẹ mình đã sống, và mình không trải qua những cái điều mà mẹ mình đã trải qua, nên là mình không thể nói rằng là mẹ hãy yêu bản thân mình hơn, mẹ hãy đừng hy sinh nữa, đừng sống cho người khác nữa mà hãy sống cho bản thân mình. Mình không thể nói thế được và mình không thể nói với cả các cô hay là các bác đang xem video như vậy được, tại vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên có một cái mà mình thực sự chúc cho các cô, các mẹ là mọi người, cho dù là mình có đang sống vì con cái đấy, mình nghĩ là mình cố gắng và nỗ lực vì con cái, vì gia đình, vì những người xung quanh, thì hãy đừng quên trân trọng và yêu thương bản thân mình. Bất cứ ở một thời điểm nào, cho dù là bạn ở một độ tuổi nào đi chăng nữa, thì cái tình yêu với bản thân mình nó luôn là quan trọng nhất. Mình hay nói với mẹ mình là mẹ phải làm cái điều mà mẹ muốn ấy. Mẹ thích làm cái gì thì mẹ làm cái đó, và mẹ yêu bản thân mình nhiều và thì khi mà các con nhìn thấy cái sự yêu thương bản thân mình ở mẹ và cái sự tích cực đó thì bọn con cũng sẽ vui và bọn con cũng sẽ hạnh phúc hơn. Mình cũng hay nói với mẹ mình là bây giờ con lớn rồi thì có bất cứ cái chuyện gì thì mẹ hãy chia sẻ với con, mẹ hãy tâm sự với con và con có thể chia sẻ với mẹ. Nhưng mà mình biết là cái điều đấy nó cũng hơi khó một chút. Sao không biết là mọi người như nào, nhưng mà khi mà mình muốn gửi một cái lời chúc nào đấy nhân ngày sinh nhật hoặc là nhân một cái dịp đặc biệt nào đấy đến với người khác á, thì mình luôn cố gắng, không phải luôn cố gắng mà mình luôn muốn đem cái lời chúc nó chân thành nhất. Là mình thực sự chúc người ta như vậy thì mình mới nói ra ấy. Thế nên là qua video này Sarah muốn chúc tất cả những cô gái của Sarah xin phép được gọi là những cô gái của Sarah nha, không chỉ là ngày 20 tháng 10 mà ở những cái thời điểm tiếp theo nữa, mọi người có được cái tình yêu thương về bản thân mình, có được cái sự độc lập của riêng mình và hãy luôn trân trọng tất cả những cái cảm xúc của chúng ta. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này, đã theo dõi và đồng hành cùng với Sarah trong suốt thời gian vừa rồi. Mình sẽ cố gắng để tạo thật nhiều những cái content mới bổ ích đến với tất cả mọi người và gắn kết được với mọi người nhiều hơn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. See you.